OK。那声音大不大？我大了一点。三个，六，晚安。你能够很累。那就啥？大了一点对吗？我不会对的，要怎么样？就是这个是一个开的大大小小的。啊，你前面的锅叫大，后面的锅快，不叫大吗？有那种。Tiếp luôn. Ừ. Gì nào, tiếp đi. Ừ, gần gần không biết, không kè. Hết rồi thế. Hết rồi thì bạn phải đau nhiều bao nhiêu tập trung được. Đấy, đúng rồi, theo đúng chỗ. Đúng rồi, đó. Cái gì vậy? Đúng rồi. Đau quá anh ơi. Ôi hám hiện không khỏi, không dặn nữa. Đừng dặn nhá. Thank you.